Nếu nhìn vào danh sách 25 vận động viên cầu lông hàng đầu thế giới ở mỗi nội dung, bạn sẽ nhận ra một điểm chung giữa họ. Đây đều là đại diện của những nước phát triển với trình độ rất cao, Đan Mạch, Pháp, Tây Ban Nha, hoặc đến từ những nền kinh tế hàng đầu thế giới, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, chí ít cũng là công dân của nước có thu nhập trung bình trên, Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Châu Á là tâm bão của cầu lông thế giới, nhưng chỉ những quốc gia mang tầm vóc nền kinh tế lớn mới theo đuổi được môn thể thao này. Nhưng đến những năm gần đây, khu vực Âu Mỹ đã dần thu hẹp khoảng cách. Chiến lược của họ bao gồm sử dụng các tay vợt gốc Á, đồng thời hỗ trợ nhiều hơn cho vận động viên cầu lông, vốn chưa phải môn thể thao quá phổ biến ở một số nước châu Âu. Một lý do quan trọng giúp các nước phương Tây nhanh chóng có một số tay vợt đạt đẳng cấp thế giới, cầu lông là môn thể thao đốt tiền, rất nhiều tiền. Sự khác biệt giữa chơi cầu lông phong trào và hướng đến sân chơi chuyên nghiệp là rất lớn. Trung bình, mỗi vận động viên cầu lông trẻ cố gắng tiết kiệm cũng tiêu tốn không dưới 10 đến 15 triệu mỗi tháng. Những khoản tiền dành cho dụng cụ học tập chiếm phần lớn chi phí của những cô cậu bé nuôi ước mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Một cây vợt cầu lông dành cho dân chuyên có giá trung bình 2-5 triệu đồng, nhưng chỉ dùng được trong 5-6 tháng. Tuy nhiên, chẳng có vận động viên nào chỉ sắm một cây vợt để tập luyện. Thống kê trung bình cho thấy mỗi vận động viên thường mang theo 3-5 cây cùng lúc để đề phòng rủi ro như dây đứt, vợt gãy. Chi phí căng dây vợt thấp hơn nhiều so với tiền mua vợt. Mỗi lần căng dây vợt tốn 150.000 đến 200.000 đồng, nhưng cũng là một khoản tiền không nhỏ nếu vận động viên phải căng vợt nhiều lần trong một tháng. Để tiết kiệm tiền, cũng như kiếm thêm thu nhập để theo đuổi đam mê cầu lông, nhiều tay vợt đã tự học căng dây. Khi đó họ chỉ tốn tiền mua dây cước, đồng thời lấy công làm lãi từ những lần căng vợt thuê. Tiền mua quả cầu cũng không ít. Khi một hộp cầu lông 12 quả có giá 150.000 đến 200.000 đồng nhưng chỉ dùng được 2 ngày. Giày chuyên dụng để chơi cầu lông cũng tiêu tốn một khoản chi phí không nhỏ. Một đôi giày chơi cầu lông có giá dao động từ 500.000 đồng đến 4 triệu đồng. Các vận động viên cũng thay giày như thay áo, bởi mỗi đôi chỉ dùng được trong 2 tuần sẽ phải thay mới. Ngoài ra, vận động viên cũng phải thuê huấn luyện viên dạy cho họ để phát triển đúng cách. Những phép tính liên quan đến số tiền mua trang thiết bị, dụng cụ tập luyện trong môn cầu lông vô tình khiến câu chuyện về chế độ dinh dưỡng, ăn ngủ của vận động viên trở thành chuyện nhỏ. Bởi, trong cuộc chơi mạnh vì gạo, bảo vì tiền này, vận động viên sẽ phải tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và công sức ngay từ thuở ban đầu. Với những tuyển thủ cầu lông Việt Nam, họ được giảm bớt một phần kinh phí khi Liên đoàn Cầu lông Quốc gia có hợp đồng tài trợ với một hãng đồ thể thao lớn. Đơn vị này hỗ trợ trang thiết bị tập luyện cho đội tuyển. Ngoài ra, nếu vận động viên du đấu quốc tế, họ cũng không mất tiền căng dây vợt bởi hãng này là đối tác chiến lược của Liên đoàn Cầu lông Thế giới. Dù đấu là đốt tiền, câu chuyện Tiến Minh tự bỏ tiền túi thi đấu quốc tế được nhắc đến từ 15 năm trước, nhưng anh không phải trường hợp cá biệt. Nhiều tay vợt hàng đầu thế giới không ngại chia sẻ câu chuyện của bản thân họ với tư cách vận động viên độc lập. Chang Bae-won, Mỹ, Go Jin-wei, Malaysia là những người thường xuyên thi đấu một mình. Chang và Go cho biết, mỗi tuần du đấu quốc tế tiêu tốn khoảng 3.000 đến 3.500 USD với tour châu Á, còn tour châu Âu là 5.000 đô la Mỹ. Trong khoảng thời gian trung tuần tháng 10, bên cạnh Nguyễn Thủy Linh, cầu lông Việt Nam còn có hai đại diện thi đấu quốc tế là Nguyễn Hải Đăng và Lê Đức Phát. Hải Đăng tham gia hai giải International tại Australia, còn Đức Phát đến UAE dự giải Master Series. Một tuần du đấu tiêu tốn của họ không thấp hơn các vận động viên hàng đầu nói trên. Số tiền Hải Đăng nhận về từ ban tổ chức sau hai giải đấu tương đương 3 triệu đồng. Đức Phát nhận được nhiều hơn vì giải đấu của anh có cấp độ cao hơn. Nhưng việc lọt vào tứ kết Abu Dhabi Master chỉ mang về cho Đức Phát khoản tiền thưởng 720 đô la Mỹ, tương đương 17,5 triệu đồng. Chừng đó tiền chưa thể giúp anh mua vé máy bay về nước. Một năm trước khi đến châu Âu tham dự những giải đấu hàng đầu thế giới, Thủy Linh cũng trải qua quãng thời gian tích lũy điểm số như Hải Đăng và Đức Phát hiện nay. Chẳng ai rõ những vận động viên này và đơn vị chủ quản đã phải chi ra bao nhiêu tiền, nhưng có một điều chắc chắn, đây là những chuyến đi không mang lại lợi nhuận bằng tiền. Với sân chơi quốc tế, phần lớn các tay vợt phải dành 2-3 năm đầu sự nghiệp để tích lũy kinh nghiệm tại các giải nhỏ. Đó là lúc họ đến tranh tài tại những sân chơi có tiền thưởng tí hon trước khi vươn lên top đầu. Tuy nhiên, mỗi hạng mục trong môn cầu lông chỉ có khoảng 20 vận động viên kiếm được tiền cân bằng chi phí du đấu. Để so sánh giữa những tay vợt hái ra tiền và phần còn lại, ta có thể làm một phép so sánh nhỏ. Bảng xếp hạng cầu lông thế giới có khoảng 1.000 tay vợt ở mỗi nội dung, gấp 50 lần số người có thể kiếm được tiền từ nó. Nếu không có sự giúp đỡ từ đội tuyển, địa phương và các nhà tài trợ, vận động viên sẽ buộc phải bỏ tiền túi ra. Tiến Minh đã chi rất nhiều tiền để du đấu quốc tế và đạt được thành công, nhưng không phải ai cũng làm được điều đó. Trước cơn sốt, danh hiệu tiêu biểu nhất của Tuấn Đức và Như Thảo là chức vô địch Canada Open 2016, giải đấu có cấp độ tương đương Super 500 ngày nay. Điều đó giúp họ từng vươn lên hạng 33 thế giới. Để so sánh dễ dàng hơn,
Danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của Thùy Linh là hai chức vô địch Việt Nam Open, giải đấu chỉ có cấp độ Super 100. Bản thân Tuấn Đức và Như Thảo cũng là những tay vợt tâm đầu ý hợp. Từ những người đồng đội trên sân cầu lông, tình cảm giữa họ dần nảy sinh và quyết định về chung một nhà. Nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền cùng những chuyến du đấu tốn kém khiến cả hai sớm ngừng thi đấu quốc tế. Họ chính thức rời đội tuyển quốc gia ở tuổi 26. Nhiều tay vợt Việt Nam khác, tiêu biểu là Vũ Thị Trang, cũng muốn thi đấu quốc tế nhiều hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh đã bước qua tuổi ngoài 30, Vũ Thị Trang đã nhường lại phần kinh phí du đấu cho những đàn em như Hải Đăng và Anh Thư. Cô chấp nhận việc chỉ thi đấu một số giải trong khu vực Đông Nam Á với chi phí ăn ở, đi lại thấp. Tiến Minh trước đây, và Thùy Linh bây giờ, đã chi rất nhiều tiền để làm bước đệm vươn đến sân chơi thế giới. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa những tay vợt khác chi ít hơn. Môn thể thao Olympic này đã trở thành một sân chơi khốc liệt, nơi vận động viên hàng đầu hội tụ quá nhiều nhân tố nổi bật, tài năng, sự chuyên cần, và cả tiềm lực tài chính vững mạnh. Xã hội hóa để phát triển cầu lông Đan Mạch ở châu Âu và Nhật Bản ở châu Á là những ví dụ tiêu biểu nhất về mô hình phát triển cầu lông theo hướng xã hội hóa. Liên đoàn cầu lông của hai quốc gia này có hệ thống các cơ sở, câu lạc bộ thành viên đến từng đơn vị hành chính tương đương cấp phường, xã ở Việt Nam. Các em nhỏ có thể đến đây học cầu lông với một khoản học phí tương đương tiền thuê sân cầu.